đầu thời vua Trần Duệ Tông, trong khi kinh tế đất nước kiệt quệ, nhà vua vẫn quyết tâm tiến đánh Chiêm Thành. Biết được điều này, vua Chiêm là Chế Bồng Nga mang 10 mâm vàng dâng lên Đại Việt để bày tỏ hòa hiếu. Tuy nhiên, quan hành khiển Đỗ Tử Bình do không kiềm chế được lòng tham đã ăn chặn lễ vật của Chiêm Thành, làm tổn hại đến vận mệnh đất nước. Người hãy vào báo với Đỗ Đại Nhân, ta là người của quốc vương Chiêm Chế Bồng Nga, có chút lễ vật tặng cho Đại Việt. Khấu kiến Đỗ Đại Nhân. Mời ngồi. Chúng tôi đến đây có chuyện hệ trọng liên quan đến mối bang giao của hai nước, phiền đại nhân rồi. Thời gian vừa rồi tình hình hai nước có nhiều xáo trộn. Người Chiêm các ông đem quân tới quấy rối biên giới, thậm chí đánh vào kinh thành Thăng Long, gây nên những bất hòa không đáng có. Này các ông tới đây là có thiện ý hay lại muốn gây hấn gì? Người đâu, mang lễ vật đến đây. Các ông cho ta số vàng này ư? Số vàng này là lễ vật mà quốc vương chúng tôi nhờ đại nhân dâng lên vua Đại Việt, mong muốn được kết tình hòa hiếu của người Chiêm với triều đình Đại Việt. À, ra là vậy à. Ngài xem, Chiêm Thành và Đại Việt là láng giềng tốt, mấy năm nay do hiểu lầm nên mới xảy ra xung đột, thật là việc không đáng có. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời của quốc vương Chiêm lên triều đình. Đa tạ, đa tạ. Ta biết người Chiêm các người cốt tạo mối hòa hiếu nhất thời để củng cố lực lượng hòng đối phó lâu dài với Đại Việt mà thôi. Số vàng này cũng chẳng lợi ích gì đối với bang giao hai nước, chi bằng ta. Vàng của ta, vàng của ta. Ít lâu sau, bẩm đại nhân, có thư từ Thăng Long ạ. Nguy to rồi, nguy to rồi. Triều đình đã biết chuyện người Chiêm đến Hóa Châu gặp ta. Nhà vua mà biết chuyện ta giấu 10 mâm vàng làm của riêng thì ta chết chắc rồi. Làm sao đây, làm sao đây? À, có cách rồi. Có vậy mà ta không nghĩ ra. Ta sẽ nói dối rằng quân Chế Bồng Nga mang quân sang cướp Hóa Châu. Bẩm bệ hạ, có thư của Đỗ Tử Bình báo cáo tình hình ở Hóa Châu ạ. Chế Bồng Nga ngạo mạn vô lễ, dám đem quân đánh Thăng Long, nay lại quấy rối Hóa Châu, khinh nhờn Đại Việt, nhất định ta phải đích thân cất quân đi hỏi tội. Sự gian dối của Đỗ Tử Bình đã khiến vua Trần Duệ Tông càng quyết tâm tấn công Chiêm Thành. Giữa lúc đất nước nguy biến, Đỗ Tử Bình tuy là mệnh quan triều đình nhưng lại chỉ biết đến lợi ích cá nhân, quên đi trách nhiệm của mình, làm ảnh hưởng đến sự an nguy của đất nước. Điều này đã để lại những hậu quả khôn lường cho vận mệnh dân tộc về sau. Năm 1380, Chiêm Thành một lần nữa đưa quân vào đánh cướp Thanh Hóa, khiến triều đình Đại Việt vô cùng lo lắng. Trước sự hoành hành liên tiếp đó, vua Trần muốn chọn một người tài giỏi dẫn quân diệt trừ tận gốc sự quấy nhiễu của người Chiêm. Trong bối cảnh đó, Lê Quý Ly, một quý tộc ngoại thích của họ Trần, đã được trọng dụng. Tháng 3 năm 1380. Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chiêm Thành lấn cướp đến châu Hoan rồi, giờ chúng lại lấn cướp cả châu Ái. Ta phải tìm một người tài giỏi để dẫn quân vào diệt trừ tận gốc sự quấy nhiễu của người Chiêm. Có thể chọn ai đây? Quân Chiêm mạnh như vậy, ai có thể cầm quân đi đánh chứ ạ? Phải rồi, Lê Quý Ly từng làm tham mưu cho quân đội. 5 năm trước, trẫm sai ông ta đi châu Hoan để chiêu tập dân chúng. Vì thế mà biên giới được yên. Một người khôn ngoan như Quý Ly cho vào Ái Châu, biết đâu lại làm nên chuyện. Có phải đó là người đang giữ chức Tư Không Kiêm Su Mật và cũng là họ hàng xa của Thượng Hoàng, đúng không ạ?
Đúng là ông ta đấy. Lê Quý Ly, nay trẫm giao cho Khanh trọng trách chỉ huy quân thủy, phối hợp với Đỗ Tử Bình chỉ huy quân bộ tiến vào Ái Châu đánh tan quân Chiêm Thành. Thần xin tuân mệnh. Vậy là việc đóng cọc dưới sông để cầm cự với quân Chiêm đã xong. Nay ta sai tướng quân Thần Vũ là Nguyễn Kim Ngao và tướng thị vệ quân Đỗ Giã Kha sáng sớm mai đem quân ra đánh. Lần này nhất định phải đánh một trận quyết liệt để chúng phải khiếp sợ. Kẻ nào làm mất uy danh của Đại Việt, ta giết không tha. Tuân lệnh. Cho rút quân. Nguyễn Kim Ngao, ngươi đi đâu vậy? Tại sao lại quay thuyền hả? Không cầm cự được với quân Chiêm đâu, phải rút về thôi. Nguyễn Kim Ngao, ngươi đúng là kẻ hèn nhát, dám chống lại mệnh ta, quay thuyền trốn giặc. Ta phải giết chết ngươi để làm gương cho binh sĩ. Người đâu, mang hắn ra chém đầu. Với việc chém chết Nguyễn Kim Ngao để giao trong quân, Lê Quý Ly đã khiến binh sĩ Đại Việt phải nổi trống hò reo mà tiến đánh Chiêm Thành. Vua Chiêm chế Bồng Nga thua trận, phải rút chạy khỏi Đại Việt. Nhờ việc khống chế được quân Chiêm Thành, từ đây Lê Quý Ly chuyên lãnh chức Nguyên Nhung hành hải Tây Đô thống chế. Trước sự tấn công không ngừng của người Chiêm trong thời gian dài, Lê Quý Ly, một quý tộc ngoại thích họ Trần, nhận được lệnh vua thống lĩnh quân đội đi đánh dẹp giặc. Suốt những năm từ năm 1380 đến năm 1382, ông cùng tướng Nguyễn Đa Phương đã liên tiếp phải đối mặt với những cuộc quấy nhiễu không ngừng của người Chiêm vào Đại Việt. Nguyễn Đa Phương, ông hãy cho quân Thần Khôi giữ hàng cọc đóng ở biển Thần Đầu, chặn đánh giặc trên đường thủy. Được, việc này cứ giao cho tôi. Nguyễn tướng quân, nhiều thuyền của ta bị phá rồi, phải làm sao đây? Quân thủy của Chiêm Thành không nhiều, lại không thông thạo địa hình cửa biển ở đây, chi bằng ta cho mở hàng cọc sông ra đánh. Chưa được lệnh của Lê Quý Ly tướng quân mà chúng ta đã tự ý hành động, e là... Hãy để Mạc tướng cho người quay lại núi Long Đại hỏi ý kiến Lê tướng quân ạ. Chờ ngươi về báo ông ta thì quân Đại Việt đã bị quân Chiêm Thành đánh cho tan tác rồi, ngươi muốn chết sao? Nhưng thưa tướng quân, 2 năm trước tướng quân Nguyễn Kim Ngao từng bị chủ tướng Lê Quý Ly chém chết vì tự ý lui quân tránh mũi nhọn của địch. Ngộ nhỡ cứ cho mở cọc đánh Chiêm, ta sẽ chịu trách nhiệm mọi sự. Mau. Chạy vào thương, chạy đi, chạy đi, đuổi theo chúng. Lê tướng quân, quân ta đã vây núi 3 ngày 3 đêm rồi, trong núi hiểm trở, nhiều thú rừng, quân Chiêm lại không có lương thực, chúng không chết đói chết rét thì cũng làm mồi cho thú rừng không ít. Mày có ông nhanh trí phá cọc sông tấn công quân Chiêm, quân ta mới giành được phần thắng. Bây giờ việc của chúng ta là chặn đường về, không cho chúng thoát. Được, người đâu, hạ lệnh cho đốt hết thuyền bè của giặc, chia người đuổi theo đám loạn quân, không để chúng còn đường về Chiêm Thành.
Với sự phối hợp của Lê Quý Ly và Nguyễn Đa Phương, tháng 3 năm 1382, quân Đại Việt đã buộc Chế Bồng Nga phải rút quân về nước. Tin thắng trận bảo vệ Thăng Long, vua Trần phong cho Nguyễn Đa Phương làm Kim Ngô vệ đại tướng quân, còn Lê Quý Ly thì ngày càng được tin tưởng và từng bước nắm giữ những trọng trách trong triều đình. Năm 1383, tức giận vì thất bại trước nhà Trần, Chế Bồng Nga lại dẫn quân theo đường núi bất ngờ tiến đánh Đại Việt, khiến kinh thành Thăng Long gặp một phen hỗn loạn. Là người đứng đầu đất nước, nhưng khi thấy quân Chiêm tấn công, vua Trần chỉ biết khiếp sợ chạy đi lánh nạn, khiến dân chúng ngày càng mất niềm tin vào sự cầm quyền của họ Trần. Tháng 6 năm 1383, bệ hạ, chúa Chiêm Thành là Chế Bồng Nga cùng tướng La Ngai dẫn quân bộ theo đường núi tiến sâu vào Đại Việt. Nay chúng đã đóng ở Sách Khổng Mục gần Thăng Long rồi. Trời ơi, làm sao đây? Phải rồi, Lê Mật Ôn, Khanh hãy chỉ huy quân Hoa Thạch đem quân đi chống giữ quân Chiêm Thành cho trẫm. Thần tuân lệnh. Thượng Hoàng, quân ta thất thủ lớn ở Quảng Oai, tướng Lê Mật Ôn đã bị giặc bắt sống rồi. Thành Thăng Long tiếp tục bị uy hiếp, tình hình rất nguy cấp. Thôi thì không còn cách nào, chấp lại chạy sang Đông Ngàn tránh giặc vậy. Khanh hãy đồn đốc quân lính dựng rào trại ở kinh thành, ngày đêm canh giữ. Mọi sự ở kinh thành chấm trông vào Khanh. Thượng Hoàng, xin hãy dừng thuyền lại. Người không thể cứ bỏ đi lánh giặc, bỏ mặc dân chúng như vậy. Người là ai? Thảo dân là Nguyễn Mộng Hoa. Cú xin Thượng Hoàng hãy ở lại kinh thành cùng dân chúng chống lại giặc Chiêm. Không thể được. Đất nước đang lâm nạn, đức vua cần được bảo toàn tính mạng thì mới có thể giữ nước lâu dài. Bẩm Thượng Hoàng, quân Chiêm bao đời nay hèn nhát, hết thấy quân ta là chạy trốn xin hàng. Vậy mà giờ đây họ trở thành hùng mạnh cũng là bởi từ khi Chế Bổng Nga lên ngôi, ông ta biết tập hợp dân chúng lại để bảo ban dạy dỗ. Chẳng phải người đứng đầu đất nước nên biết đồng cam cộng khổ với dân hay sao? Lẽ nào người muốn con dân mất hết niềm tin vào bậc thánh thượng? Chậm hiểu ý của nhà ngươi, nhưng chậm cũng không còn cách nào. Thôi, người hãy đi đi. Người đâu, hãy cho bơi thuyền. Thượng Hoàng, bệ hạ, xin hãy ở lại cùng dân chúng chống giặc. Tháng 12 năm 1383, sau một thời gian xung đột, Chiêm Thành dẫn quân về. Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông lánh nạn ở lại núi Phật Tích, đến mùa xuân năm 1387 mới trở về kinh sư. Trước những đòn tấn công của người Chiêm vào Thăng Long, sự nhu nhược của nhà vua đã khiến dân chúng càng mất niềm tin vào triều đình nhà Trần. Cuối năm 1376, mặc những lời can ngăn của triều thần, vua Trần Duệ Tông đích thân đem quân tấn công Chiêm Thành. Năm 1377, vua quân Đại Việt tiến quân vào đất Chiêm rồi tấn công thẳng vào kinh thành Đồ Bàn. Biết được điều này, vua Chế Bồng Nga đã dùng kế trá hàng để chống lại quân Đại Việt. Tiến công vào Đồ Bàn, bắt sống Chế Bồng Nga! Bẩm bệ hạ, ở ngoài cổng trại có một người tự nhận là quan Chiêm Thành xin tới đầu hàng. Hay lắm, xem ra người Chiêm Thành đã biết sợ rồi đây. Cho vào. Khâu kiến bệ hạ, thần là Mục Bà Ma, quan trấn thành Đồ Bàn xin được đem quân đến hàng ạ. Tốt lắm, hãy cho ta biết tin tức của quốc vương các ngươi, hắn đang ở đâu? Dạ,
Bẩm quốc vương nước chúng tôi vì quá sợ hãi trước sự tấn công của Đại Việt nên đã bỏ trốn khỏi thành Đồ Bàn rồi hạ. Nay thành Đồ Bàn chỉ là thành trống, bệ hạ hãy mau cho quân tiến vào, chưa để mất cơ hội này ạ. Được, được lắm. Vậy thì ngày mai trẫm sẽ đem quân săn phẳng thành Đồ Bàn, truy bắt bằng được Chế Bổng Nga. Bệ hạ, cổ nhân nói lòng giặc khó lường, xin bệ hạ hãy bình tĩnh. Theo binh pháp, việc đánh thành là bất đắc dĩ vì rất hao binh tổn tướng. Nay Chiêm Thành đã chịu hàng, có nghĩa là muốn bảo toàn đất nước làm đầu. Chỉ bằng bệ hạ hãy sai thuyết khách cầm thư đến hỏi tội Chế Bổng Nga, như kế sách của Hàn Tín phá nước Yên ngày trước, để xem tình hình thực hư của giặc thế nào. Chẫm mình mặc giáp cứng, tay mang gươm sắc, dãi gió dầm mưa, lội sông trèo núi, vào sâu trong đất giặc, không ai dám đương đầu. Huống chi nay chúa giặc nghe tin đã chạy trốn, không còn lòng dạ đánh nhau. Cổ nhân nói dùng binh quý thần tốc, nay nếu dừng lại không tiến thì thực là trời cho mà không lấy. Để nó lại cơ mưu khác thì hối sao kịp. Người đúng là hạng đàn bà không biết nhìn xa trông rộng. Tiến quân! Bệ hạ, quân ta bị địch lừa rồi, phải rút mau thôi. Bệ hạ! Cuộc tấn công của vua Trần Duệ Tông vào Chiêm Thành thất bại, nhà vua và nhiều tướng sĩ nhà Trần phải bỏ mạng nơi chiến trường. Trận đại bại càng khiến quân Chiêm Thành được thể ngày càng lấn tới, trở thành một mối họa cho Đại Việt và đẩy nhanh hơn nữa sự sụp đổ của nhà Trần. Năm 1377, vua Trần Duệ Tông bỏ mạng nơi chiến trường Chiêm Thành. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đưa con trưởng vua Trần Duệ Tông là Kiến Đức Đại Vương Hiện lên nối ngôi, tức vua Trần Phế Đế. Cục diện khủng hoảng của nhà Trần trong suốt thời gian sau đó không có gì thay đổi, thậm chí còn để quân Chiêm Thành liên tục tràn vào Thăng Long bắt người cướp của. Cấp báo! Bẩm thượng hoàng, quân canh giữ ở sông Đại Hoàng báo về quân Chiêm đã vượt sông tiến vào cướp bóc. Quân của Hành Khiển Đỗ Tử Bình đã vỡ trận, quân ta không thể chống giữ được nữa. Thượng hoàng, bệ hạ, xin mọi người hãy lánh ra khỏi thành Thăng Long. Ở kinh thành đã có chúng thần bảo vệ. Lần nào chúng tiến vào, chậm cũng phải chạy giặc. Thật quá nhục nhã. Từ đầu năm, chậm đã cho chế tạo vũ khí và đóng thuyền, vậy mà quân đội Đại Việt vẫn đành bất lực trước Chiêm Thành sao? Dạ bẩm, quân Chiêm dưới thời Chế Bổng Nga đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Năm ngoái chúng khiến đức vua bỏ mạng ngoài sa trường. Tân vương lên ngôi chưa được một tháng, chúng đã kéo quân sang cướp bóc Thăng Long. Tuy nhiên, quân Chiêm Thành kéo sang nước ta chỉ thích cướp bóc chứ không dám chiếm đóng cai trị. Cùng lắm thì... Thì sao? Thì chúng sẽ cướp sạch thành Thăng Long rồi rút quân về thôi ạ. Cướp sạch Thăng Long cho ta! Bẩm tướng quân, vua quan Đại Việt đã lánh khỏi kinh thành Thăng Long. Binh lính của ta đã bắt được một tên quan Đại Việt giữ thành ạ. À, hay lắm. Ngươi là ai? Hắn tên là Lê Dốc, làm đến chức quan An Phủ Sứ đấy ạ. An Phủ Sứ à? Xem ra lần này ta bắt được quan lớn rồi. Quan lớn Đại Việt thì cũng phải quỳ trước mặt ta. Quỳ! Ta là quan của nước lớn, sao phải quỳ lễ các ngươi? Được cười thay, ngươi vẫn nghĩ Đại Việt là nước lớn ư? Ngươi nhìn lại đi,
nước các ngươi rốt cục lớn đến đâu mà lại để cho quân Chiêm Thành ta 5 lần 7 lượt tiến vào kinh đô cướp bóc như trốn không người như vậy. Muốn chém giết gì thì tùy, ta không quan tâm đến những lời lẽ lăng nhục của ngươi. Được, được lắm, mang hắn ra đánh đến chết cho ta. Lũ giặc cướp khốn kiếp các ngươi, rồi các ngươi sẽ phải chết, ta làm ma cũng không tha cho các ngươi đâu. Tháng 5 năm 1378, trước sự kiện quân Chiêm Thành liên tiếp uy hiếp kinh thành Thăng Long, tuy quân đội nhà Trần bộc lộ rõ sự yếu kém, nhưng triều đình vẫn có những vị quan hiên ngang như An Phủ Sứ Lê Dốc. Trân trọng thái độ bất khuất trước quân thù của ông, triều đình đã truy phong cho Lê Dốc tước Mạ Tặc Trung Vũ Hầu. Cuối thời Trần, chính trị Đại Việt rối ren suy yếu, triều đình nhà Minh đã đưa hết yêu cầu này tới yêu cầu khác để hạch sách nước ta. Trước tình hình đó, triều đình nhà Trần đã thực hiện ngoại giao một cách linh hoạt, một mặt đáp ứng phần nào những đòi hỏi của nhà Minh, nhưng bên cạnh đó vẫn kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Đại Việt, Ất Sửu, năm Sương Phù thứ 9, 1385. Thần bái kiến bệ hạ. Hãy bình thân, khanh tới đây tìm trẫm có việc gì gấp sao? Bẩm bệ hạ, nhà Minh sang yêu cầu Đại Việt ta phải dâng nộp các nhà sư. Đến sư sãi cũng phải dâng nộp cho chúng sao? Bẩm, bọn hoạn quan Nguyễn Tông Đạo và Nguyễn Toán mà bệ hạ cử sang nhà Minh khi trước, nay được ăn bổng lộc của nhà Minh mà quên gốc gác nguồn cội. Không những bọn chúng chỉ điểm những nơi hiểm yếu của nước ta mà còn hiến kế phản chắc nhằm lấy lòng Minh Đế. Lần này chúng tâu phép thuật của sư Nam giỏi hơn sư Bắc nên... Thật quá lắm! Vừa mới năm ngoái, khi quân Minh sang đánh Vân Nam, bọn Dương Bàn và Hứa Nguyên đã sang Đại Việt yêu cầu cấp lương thực. Quan quân ta vì phải đi áp tải lương thực cho chúng mà phải chết nhiều vì Lam Sơn chướng khí. Vậy mà giờ... Nhi thần bái kiến Thượng Hoàng. Nhi thần nghe có sứ thần nhà Minh lại đưa ra yêu sách sang ta phải không ạ? Phải, chúng đòi Đại Việt ta cấm nạp các nhà sư giỏi. Hết lương thực lại tới nhân tài. Nhà Minh mới thành lập, quân đội hùng hậu, chúng luôn có âm mưu xâm lược nước ta. Lúc này cần phải đáp ứng phần nào yêu cầu của nhà Minh. Dạ bẩm Thượng Hoàng, đã tuyển chọn được 20 nhà sư để đưa sang Kim Lăng rồi ạ. Tốt lắm, hãy cho người mang thư lên biên ải thông báo, đồng thời chuẩn bị đoàn hộ tống các đại sư sớm lên đường. Dạ. Họ đã buông bỏ cuộc đời, gửi thân nơi cửa Phật, ấy vậy mà chưa được an yên. Dạ bẩm Thượng Hoàng, cũng là do hoàn cảnh bắt buộc nên triều đình mới phải tuyển chọn các nhà sư. Huống hồ các nhà sư đều biết nỗi khổ của Thái Thượng Hoàng mà tình nguyện đi Kim Lăng chuyến này ạ. Các đại sư cũng một lòng vì triều đình mà phải lưu lạc đến phương Bắc xa xôi. Thôi, bây giờ khanh hãy cấp thêm tiền vàng và cho tu sửa chùa chiền nơi các đại sư đã từng tu tập để làm an lòng họ. Tuân lệnh Thượng Hoàng. Dưới thời cầm quyền của vua Trần Phế Đế, Hoàng đế nhà Minh không chỉ yêu cầu Đại Việt cống nạp sản vật mà còn không ngừng đòi nước ta phải cung cấp lương thực và quân sĩ cho những cuộc chiến của chúng ở Vân Nam và Champa. Triều đình Đại Việt sẽ ứng xử ra sao với những yêu sách của nhà Minh? Mời quý vị và các bạn đón xem ở tập tiếp theo.